Bạn không cần phải là ảo thuật gia mới có thể lén mang đồ ăn vào ra. Chỉ cần xem video này là đủ. Mọi thứ đều ổn. Cái gì đây? Cậu ta đang cầm hộp pizza hả? Anh bạn không được cầm cái này vô rạp. Ôi không, anh hiểu lầm rồi. Đây là chỗ anh. Anh đứng đây nãy giờ chắc đói lắm. Ăn đi. Cho tôi. Cậu thật tốt bụng. Cứ tự nhiên. Ngon quá. Có vẻ bánh pizza ngon quá nên bảo vệ lơ là cảnh giác mất rồi. Cứ từ từ, còn nóng lắm. Mùi thơm quá. Giờ các bạn của Chris có thể vừa ăn bánh vừa tận hưởng bộ phim rồi. Cầm lấy, giờ tôi phải vô đây. Phim sắp chiếu rồi. Thật là một ngày tuyệt vời. Cho anh một miếng. Không, của em. Chào, vé của chúng tôi đây. Được rồi, mời vào. Vé của em. Cảm ơn. Mùi gì vậy? Mùi của mình sao? Không, giống mùi của đồ ăn hơn. Tôi có thể kiểm tra không? Bỏ cái tay ra. Xin lỗi. Anh nghĩ anh đang làm cái gì đó? Mời vào. Nhưng cái mùi đó ở đâu tới chứ? À, thật nguy hiểm. Mùi như mùi gà nướng vậy. Cuối cùng thì mình cũng có thể ăn rồi. Này, anh yêu, anh muốn ăn không? Ngon quá. Ổn thôi, mình vẫn còn nhiều. Cậu muốn ăn không? Không, cảm ơn. Anh chỉ giúp tôi chỗ ngồi được không? Hàng năm, ghế số 8. Cảm ơn. Lâu lâu nhân vật game cũng muốn đi coi phim nữa. Cô không được vào. Tại sao? Đồ ăn bị cấm. Cậu ngán đường tôi thì có, không còn cách nào khác. Cô ta làm gì vậy? Tôi phải xử lý anh. Đủ rồi, mời đi cho. Được thôi. Người gì kỳ lạ. Xem phim vui vẻ. Và nhớ không được mang đồ ăn ngoài vào. Vé của tôi đây. Xin hãy quay người lại. Coi nhất thiết phải làm không? Được thôi. À ha, mời ra khỏi đây. Đừng cho tôi vào đi. Chờ đã, mình có ý này. Chào, tôi muốn phỏng vấn cho vị trí bảo vệ. Cảm ơn, tôi sẽ đến ngay lập tức. Đúng, mọi thứ đều ổn. Này anh bạn của anh đây. Tôi. Ồ, tôi nghe. Cái gì? Bị đuổi. Ông không được làm thế với tôi. Cậu đi được rồi đó. Thật không công bằng. Kế hoạch thành công rồi. Xin chào, mời vào. Từ giờ không ai dám cản Chris mang đồ ăn vào rạp nữa. Mùi bánh mì. Cậu không được ăn ở đây. Chỉ mình tôi được thôi. Đi nhanh chút được không? Chris đâu rồi? Wow, đẹp trai quá. Chào. Ờ, xin lỗi, tôi bận đi coi phim rồi. Chúng ta ngồi coi chung cũng được mà. Không, tránh xa tôi ra. Tiếc ghê. Oh wow, anh mua cho em hoa hả Chris? Cảm ơn anh yêu. Không có chi em yêu. Bé đây. Chris, anh thật là một người bạn trai tuyệt vời. Cảm ơn vì món quà. Cặp đôi này thật đáng yêu. Xem phim vui vẻ. À, tình yêu tuổi trẻ. Đúng rồi, bắt hắn. Em yêu. Cái gì? Ăn thử đi. Marshmallow hả? Ngon quá. Cho anh một miếng. Nè, ăn đi. Và em sẽ ăn hết chỗ còn lại. Mấy tấm hình poster này nhìn thật nhàm chán. Mình nên thêm cái gì đó thú vị nào. Hả? Cái gì? Tôi có ý tưởng là mấy poster này sống động hơn. Cho tôi xem vé. Sao cô lại cầm bản màu thôi vậy? Tôi xem qua được không? Không, đây là đồ riêng tư. Tôi vào được chưa? Xin mời. Mẹo vặt nào trong đây bạn muốn dùng? Bình luận xuống dưới cho tụi mình biết nha. Cô gái này để đồ ăn trên bảng màu. Cậu bảo vệ này thật ngây thơ.
Xin lỗi, cô vẽ giúp tôi một bức chứ? Đây là phô mai chiên sao? Đồ nói dối! Ra ngay, nhanh! Xin chào. Ồ, cô ấy đẹp thật. Xin chào, cô có mang gì không được phép không cô? Tất nhiên là không. Tôi nhét được cái gì vào cái túi nhỏ xíu này chứ? Tôi vào được chứ? Đương nhiên, mời vào. Wow, kẹp quá. Người mẫu đang ngồi cạnh mình sao? Cô ấy lén mang đồ ăn vào. Ôi, đói ghê. Tên bảo vệ đã lấy hết mọi thứ của mình. Ngon quá. Muốn ăn không? Tôi hả? Ừ, ăn đi. Cảm ơn. Được rồi, mời vào. Tưởng qua mặt được tôi hả? Cái này sẽ yên vị trong thùng rác. Bé của chúng tôi đây. Sao lại ba? Ồ, có em bé. Chúc mừng. Cảm ơn. Mời vào. Chào. Ồ, có gì đó sai sai. Đây, cô không được mang đồ ăn vào. Vào đi. Và đừng hòng qua mặt tôi. À, bộ phim này buồn ghê. Khác quá. Thật thông minh khi mang cái này theo. Em yêu, em không ăn bầu sao? Cho anh uống với. Ngon quá. Chưa gì đã hết rồi. Mình đã mang cái to hơn. Bơi vào. Và nhớ, không được mang theo đồ ăn. Phép của tôi đây. Ôi, thật là một người thanh lịch. Xem phim vui vẻ. Cảm ơn. Có vẻ như mình quyến rũ được anh ta rồi. Tôi không mang thứ gì bị cấm cả. Được rồi, mời vào. Cậu ta không khen mình. Thú vị thật. Đến lúc nhâm nhi chút gì đó rồi. Tóc dài thật tiện. Ngon quá đi. Xin lỗi, cho mình ăn với được không? Tất nhiên, thoải mái. Không được mang đồ ăn vào, thưa cô. Tôi phải lấy cái này. Được thôi. Bé của tôi đây, Namas. Mời vào. Anh bạn, đừng nói nữa có được không? Ồ, chào. Namaste. Không ai để ý. Mình cải trang thật hoàn hảo. Ăn không? Cứ tự nhiên. Màu tóc này hợp với cậu lắm đó. Chào, bé của tôi đây. Không có gì đáng ngờ cả. Và của tôi đây. Cái này trông lạ quá. Chỉ là nhẫn thôi mà. Mấy cái này đang nổi lắm đó. Chúng tôi vào được chưa? Được thôi, xin mời. Cảm ơn. Cây thừa quá đi. Lần sau chú ý hơn nha. Đồ ăn bị cấm, bỏ mũ ra. Được rồi, vào đi. Chào, tóc của tôi đẹp không? Hợp lắm đó. Xem phim vui vẻ. Tiếp theo. Thật là dễ. Anh chàng bảo vệ không nghi ngờ gì cả. Và giờ mình ăn được rồi. Ngon quá. Mình cũng muốn ăn. Nhìn ngon ghê. Cô làm gì vậy? Tóc tôi. Xin lỗi. Vâng, mọi thứ đều được kiểm tra. Ai đây? Tôi là thám tử. Tôi đang truy tìm một tội phạm nguy hiểm. Cậu ta có thể ở trong đây. Cô đang nói gì vậy? Cho tôi vào. Cậu đang cản trở việc điều tra đó. Được thôi, mời vào. Để xem. Này, bỏ cái điện thoại xuống. Thẻ chứng minh nhân dân đâu rồi? À, đây rồi. Giờ nó sẽ trở thành một miếng sandwich Nutella ngon lành. Không được ăn ở đây. Hả? Rồi cậu tính làm gì? À, thật quá đáng. Tôi đi đây. Tôi không quan tâm. Tôi có đồ ăn nè. Này, nhanh đi.
phim sắp chiếu rồi. Ghê quá. Vào đi. Chào, đây là bông hoa thiêng liêng. Là táo mà. Nó mang cho tôi sự may mắn nên tôi mang nó theo. Vậy nó sẽ chờ anh ở ngoài này. Cho tôi xem vé. Bơi vào. Ngày điên khùng đâu. Anh ta có thể lấy bông hoa, nhưng mình vẫn còn Oreo. Ăn không? Không, cảm ơn. Bạn có thích video của chúng mình không? Vậy thì hãy like, đăng ký kênh và đừng quên nhấn chuông nha. Hẹn gặp lại.